Khi ấy, thế giới trời tứ đại vương chúng đó cho đến trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng cho đến trời đại phạm, trời quang cho đến trời cực quang tịnh, trời tịnh cho đến trời biến tịnh, trời quảng cho đến trời quảng quả, trời vô phiền cho đến trời sắp cứu cánh. Đều vui mừng, sung sướng, suy nghĩ như vậy. Chúng ta nên bày mọi phương tiện để vị Bồ Tát ấy lìa bỏ pháp dâm dục từ khi mới phát tâm cho đến chứng đắc cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề luôn tu hành phạm hạnh đối với pháp thuận lợi không sanh lòng đắm nhiễm vì sao vì tu hành chẳng phải phạm hạnh sanh vào phạm thiên còn bị chướng ngại thì làm sao chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cho nên đại bồ tát đoạn dục xuất gia tu phạm hạnh có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ngoài ra không xuất gia mà tu hành thì chẳng phải là phạm hạnh bấy giờ xá lợi từ bạch phật bạch thế tôn các đại bồ tát phải nhất thiết là có cha mẹ vợ con người thân bạn bè sao phật dạy này xá lợi tử có bồ tát đầy đủ cha mẹ vợ con quyến thuộc mà tu hạnh đại bồ tát cũng có bồ tát không có vợ con từ khi mới phát tâm cho đến khi thành phật luôn tu phạm hạnh không làm mất đi bản chất đồng chân cũng có bồ tát dùng phương tiện thiện xảo ban đầu thị hiện hưởng thọ năm cảnh dục lạc sau đó mới chán bỏ siêng năng tu phạm hạnh mới chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề này xá lợi tử giống như thầy ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta ảo thuật rất giỏi có thể hóa làm đủ loại vui của năm dục, rồi trong năm dục viễn hóa đó tha hồ hưởng thọ khoái lạc. Ý ông thế nào? Những gì mà người ảo thuật làm ra là có thật không? Xá lợi tử thưa. Bạch Thế tôn không. Phật dạy này xá lợi tử đại bồ tát cũng vậy dùng phương tiện thiện xảo là để thành tựu các hữu tình nên thị hiện thọ năm dục nhưng thật không bị nhiễm vì sao vì đối với năm dục đại bồ tát rất nhàm chán không bị tội lỗi của năm dục làm hô uế lại dùng vô lượng cách để của trách chê bai các dục lại nghĩ như vậy ngũ dục giống như lửa dữ dục như phân dơ dục như kẻ đồ tả dục như oán thù dục như binh khí độc dục như giếng sâu này xá lợi tử các đại bồ tát dùng vô lượng cách chê bai của trách các dục như vậy lẽ nào có các dục chân thật để mà hưởng thọ đó chỉ là phương tiện để làm lợi ích các hữu tình mà khiến có những việc hóa hiện lợi lạc như vậy bấy giờ xá lợi tử bạch phật Bạch Thế Tôn các Đại Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế nào? Phật dạy, này xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, nên quán như vậy. Thật có Bồ Tát nhưng không thấy có Bồ Tát, không thấy tên của Bồ Tát không thấy bát nhã ba la mật đa không thấy tên của bát nhã ba la mật đa không thấy hành không thấy không hành vì sao này xá lợi tử vị tự tánh của bồ tát là không tên của bồ tát là không vì sao tự tánh sắc là không vì chẳng do không tự tánh của thọ tưởng hành thức là không vì chẳng do không không của sắc chẳng phải là sắc không của thọ tưởng hành thức chẳng phải là thọ tưởng hành thức sắc không lìa không không chẳng lìa sắc thọ tưởng hành thức không lìa không không chẳng lìa thọ tưởng hành thức sắc tức là không không tức là sắc thọ tưởng hành thức tức là không không tức là thọ tưởng hành thức vì sao này xá lợi tử, đây chỉ có tên gọi là Bồ Đề. Đây chỉ có tên gọi là Tát Đỏa. Đây chỉ có tên gọi là Bồ Tát. Đây chỉ có tên gọi là Không. Như vậy tự tánh không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh. Các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy thì không thấy sanh, không thấy diệt, không thấy nhiễm, không thấy tịnh. Vì sao này xá lợi tử, đó chỉ là các tên khách giả lập để phân biệt riêng biệt các pháp. do có sự phân biệt, mượn lập ra các tên nên theo đó mà nói, giống như theo lời nói như vậy rồi sanh tâm chấp trước. các đại bồ tát khi tu hành phát nhã ba la mật đa đối với tất cả đều không thấy có cái tên chung và tên riêng, do không thấy nên không bị chấp trước lại nữa, này xá lợi tử, đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa nên quán như vậy. Bồ Tát chỉ có tên, Phật chỉ có tên, Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ có tên, Sắc chỉ có tên, Thọ Tưởng Hành Thức chỉ có tên, tất cả các Pháp chỉ có tên. Này xá lợi từ giống như ngã chỉ có tên, gọi đó là ngã nhưng thật ra không thể đắc. Như vậy hữu tình, mạng già, sanh già, dưỡng già, sĩ phu, Bồ đặc già la, nói rộng cho đến người biết người thấy, cũng chỉ có cái tên, nghĩa là hữu tình cho đến người thấy thật không thể đắc vì không thể đắc là không nó chỉ theo thế tục để mượn là lập ra cái tên khách. Các Pháp cũng vậy không nên chấp trước cho nên Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy có ngã cho đến người thấy, cũng không thấy có tánh của tất cả Pháp. Này xá lợi từ Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như thế, ngoài tuệ của Phật gia thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác vân vân không thể nào sánh kịp. Vì sao? Vì đối với với tên được gọi đó, Đại Bồ Tát đều không thể đắc, do không quán thấy nên không chấp trước này xá lợi tử nếu đại bồ tát có thể tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy thì gọi là khéo hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử giả sử trí tuệ của các đại thanh văn các ông trong cõi châu thiện bộ có trí tuệ nhiều như tre cỏ lúa gạo mía mè vân vân so với trí tuệ của bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thì trăm phần không bằng một ngàn phần không bằng một trăm ngàn phần không bằng một số phần toán phần cho đến obani sát đàm phần cực nhỏ cũng không bằng một. Vì sao? Này xá lợi tử vì trí tuệ của đại bồ tát đó có thể làm cho tất cả hữu tình trong mười phương hướng đến niết bàn. Lại nữa này xá lợi tử, một đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa với trí tuệ tu trong một ngày thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không thể sánh kịp này xá lợi tử gạt cõi châu thiện bộ qua một bên, giả sử trí tuệ của các đại thanh văn các ông khắp cả bốn đại châu, nhiều như tre, cỏ, lúa gạo, mè, mía vân vân so với trí tuệ của Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, trăm phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, số phần toán phần cho đến ô ba ni sát đàm phần cũng không bằng một. Vì sao này xá lợi tử? Vì tất cả trí tuệ của đại Bồ Tát ấy có thể khiến cho tất cả hữu tình trong mười phương hướng đến niết bàn. Lại nữa, này xá lợi tử, một đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa với trí tuệ tu trong một ngày thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không thể sánh kịp này xá lợi tử, gạt bốn đại châu qua một bên, giả sử trí tuệ của các đại thanh văn các ông, khắp trong hằng hà xa thế giới chư Phật trong mười phương nhiều như tre cỏ lúa gạo mè mía vân vân so với trí tuệ của Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì trăm phần không bằng một ngàn phần không bằng một trăm ngàn phần không bằng một số phần toán phần cho đến Obani sát Đàm phần cũng không bằng một vì sao? Này xá lợi tử, vì tất cả trí tuệ của Đại Bồ Tát ấy có thể khiến cho tất cả hữu tình trong mười phương hướng đến Niết Bàn. Lại nữa, này xá lợi tử, một đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa với trí tuệ tu trong một ngày, thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không thể sánh kịp. Này xá lợi tử, gạt một tam thiên đại thiên thế giới qua một bên, giả sử trí tuệ của các đại thanh văn các ông khắp trong hằng hà xa số thế giới chư Phật trong mười phương, nhiều như tre cỏ, lúa gạo, mè mía vân vân so với trí tuệ của Bồ Tát tu hành bát nhã nhã ba la mật đa thì trăm phần không bằng một ngàn phần không bằng một trăm ngàn phần không bằng một số phần toán phần cho đến ô ba ni sát đàm phần cũng không bằng một vì sao này xá lợi tử? Vì tất cả trí tuệ của Đại Bồ Tát ấy có thể khiến cho tất cả hữu tình trong mười phương hướng đến niết bàn. Lại nữa này xá lợi tử, một Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa với trí tuệ tu trong một ngày thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không thể sánh kịp. Bấy giờ xá lợi tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn tất cả trí tuệ của Thanh Văn Thừa, Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, tất cả trí tuệ của Độc Giác Thừa, tất cả trí tuệ của Đại Bồ Tát, tất cả trí tuệ của Chư Như Lai, Ứng Tránh Đẳng Giác, tất cả trí tuệ trên đều không sai khác nhau, không chống trái nhau, không sanh, không rỉa tự tánh nó đều không. Nếu Pháp không sai biệt, không chống trái nhau, không sanh, không diệt tự tánh đều không, thì lý của Pháp sai biệt ấy không thể đắc. Vậy vì sao Thế Tôn nói trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không bằng trí tuệ của một đại Bồ Tát tu tập hành bát nhã ba la mật đa trong một ngày? Phật dạy, này xá lợi tử, ý ông thế nào? Sự nghiệp trí tuệ được tu tập trong một ngày của một đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa so với trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác có tác dụng như vậy không? Xá lợi tử thưa, bạch thế tôn không? Phật dạy, này xá lợi tử, ý ông thế nào? Trí tuệ được tu tập trong một ngày.